các câu chuyện trong Kinh Tân Ước. Giọng đọc Chí Nhân. Chương 6: Chúa được mang trình diện ở đền thờ. Khi Chúa Giêsu được một vài tuần, cha mẹ Ngài mang Ngài đến Jerusalem để trình diện Ngài trong đền thờ. Simeon, một người ngay chính đang sống ở Jerusalem, hiện diện ở đền thờ. Đức Thánh Linh nói cho ông biết rằng ông sẽ nhìn thấy Đấng Kitô trước khi ông chết. Simeon thấy hài nhi Giêsu tại đền thờ. Ông ôm Ngài trong vòng tay mình và ngợi khen Thượng Đế. Simeon nói rằng hài nhi sẽ mang sự cứu rỗi đến cho tất cả mọi người. Joseph và Mary sửng sốt trước điều mà ông nói. Một quả phụ tên là Anne cũng thấy Chúa Giêsu và biết Ngài là ai. Bà cảm tạ và nói cho nhiều người biết về Ngài. Chương 7: Các nhà thông thái. Một số nhà thông thái sống ở đất nước khác. Họ biết điều mà các vị tiên tri đã nói về sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Khi họ nhìn thấy một vì sao mới trên bầu trời, họ biết rằng một vị vua mới đã sinh ra. Các nhà thông thái đi thăm vua Herod, vua của dân Do Thái ở Jerusalem. Họ hỏi ông vị vua mới hiện ở đâu. Vua Herod bảo họ tìm ở Bethlehem. Khi họ tìm ra hài nhi, họ phải trở lại và nói cho vua Herod biết. Các nhà thông thái đi đến Bethlehem và tìm ra Chúa Giêsu. Họ thờ lại Ngài và tặng quà cho Ngài. Họ được cho biết trong một giấc mộng là đừng trở lại Jerusalem và nói cho vua Herod biết hài nhi hiện ở đâu. Họ đã không trở lại. Chương 8: Vua Herod tà ác. Các nhà thông thái đã nói với vua Herod rằng Chúa Giêsu sẽ là vua. Vua Herod muốn mình là một ông vua độc nhất. Ông bảo quân lính của mình giết hết các hài nhi ở Bethlehem và ở những nơi lân cận. Một vị thiên sứ bảo Joseph mang Mary và Chúa Giêsu đi Ai Cập, một đất nước xa Bethlehem. Vua Herod sẽ không tìm ra Chúa Giêsu ở đó. Joseph vâng lời. Ông và Mary cùng Chúa Giêsu đang ở Ai Cập khi quân lính của vua Herod giết hết các hài nhi ở Bethlehem và ở những nơi lân cận. Sau khi vua Herod chết, một vị thiên sứ bảo Joseph mang Chúa Giêsu và Mary về nhà. Joseph mang Mary và Chúa Giêsu đến Nazareth, nơi mà Chúa Giêsu sống an toàn. Chương 9: Thiếu niên Giêsu. Chúa Giêsu Nazareth lớn lên ở thành Nazareth, nghe học được nhiều điều và trở nên mạnh mẽ, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Khi Chúa Giêsu được 12 tuổi, Ngài đi với Joseph và Mary trong một nhóm người dự lễ ở Jerusalem. Họ ở đó vài ngày. Khi Joseph và Mary rời nhà, họ nghĩ rằng Chúa Giêsu đang trở lại Nazareth với bạn bè của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã ở lại Jerusalem. Khi Joseph và Mary đi tìm Chúa Giêsu, thì họ không thể tìm ra Ngài. Không một ai trong nhóm họ đã thấy Ngài. Vậy nên Joseph và Mary trở lại Jerusalem. Họ đã tìm Chúa Giêsu trong 3 ngày. Họ rất buồn. Cuối cùng, họ tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ đang nói chuyện với một số giáo sư. Ngài đang trả lời những câu hỏi của họ. Các giáo sư này rất ngạc nhiên thấy Chúa Giêsu biết rất nhiều điều. Mary nói với Chúa Giêsu rằng bà và Joseph đã lo lắng về Ngài. Chúa Giêsu đáp rằng Ngài đang làm công việc của cha Ngài, công việc của Thượng Đế. Joseph và Mary không hiểu. Chúa Giêsu đi về nhà ở Nazareth với Joseph và Mary và vâng lời họ. Chúa Giêsu học biết càng nhiều thêm về công việc của Cha Thiên Thượng.
vóc dạc ngài cao lớn và mạnh mẽ. Dân chúng yêu mến ngài và ngài làm điều mà Thượng Đế muốn ngài làm. Thượng Đế yêu thương ngài. Chương 10. Chúa Giêsu chịu phép báp têm. Rằng sống trong cánh đồng vắng nhiều năm, ông mặc quần áo làm bằng lông lạc đà, và ông ăn mật ong và châu chấu. Dân chúng đến từ nhiều thành phố để nghe ông giảng dạy. Ông được gọi là Giăng Báp Tít. Giăng Báp Tít giảng dạy dân chúng về Chúa Giêsu Kitô. Ông bảo họ phải hối cải các tội lỗi của họ và chịu phép báp têm. Giăng làm phép báp têm cho những người hối cải các tội lỗi của họ. Dân chúng hỏi Giăng Báp Tít cách sống một cuộc sống tốt hơn. Ông bảo họ phải chia sẻ với người nghèo, nói sự thật và công bằng với những người khác. Ông nói rằng Chúa Giêsu Kitô sắp đến. Chúa Giêsu sẽ ban cho họ ân tứ Đức Thánh Linh. Một ngày nọ, khi Giăng Báp Tít đang làm phép báp têm cho dân chúng trong dòng sông Sô Đanh, thì Chúa Giêsu Kitô đến cùng ông. Ngài yêu cầu Giăng làm phép báp têm cho ngài. Giăng biết rằng Chúa Giêsu luôn luôn tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế và không cần phải hối cải. Giăng nghĩ rằng Chúa Giêsu không cần phải chịu phép báp têm. Nhưng Thượng Đế đã truyền lệnh cho tất cả mọi người phải chịu phép báp têm. Vậy nên Chúa Giêsu bảo Giăng làm phép báp têm cho ngài. Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta bằng cách tuân theo lệnh truyền của Thượng Đế để chịu phép báp têm. Khi Chúa Giêsu bước ra khỏi nước, thì Đức Thánh Linh ngự xuống cùng ngài. Thượng Đế phán từ trời: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng mọi đàn." Giăng Báp Tít cũng làm chứng rằng Chúa Giêsu là vị nam tử của Thượng Đế. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn like, share, subscribe theo dõi. Nhấn vào nút cái chuông để nhận thông báo khi có video mới.